Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường có phiên giảm điểm nhẹ sau chuỗi 6 cái phiên tăng điểm rất ấn tượng trước đó. Phiên giảm giá của ngày hôm nay, theo đánh giá, nó chưa mang quá là nhiều những cái yếu tố về rủi ro, mà nó đơn giản chỉ thể hiện là cái áp lực chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư khi thị trường đang ở vùng đỉnh cũ 1.245 điểm. Nếu như chúng ta xét về cái mặt tích cực thì nó là một phiên làm cho thị trường của chúng ta cân bằng hơn về cái mặt cảm xúc, giảm bớt đi cái sự hưng phấn của nhà đầu tư sau những cái phiên tăng điểm liên tục trước đó. Và việc thị trường chững lại như vậy, các nhóm cổ phiếu chững lại như vậy sẽ giúp cho nhà đầu tư đang cầm tiền sẽ chọn mua được cổ phiếu ở những cái vùng giá an toàn khi cổ phiếu có trạng thái tích lũy trở lại. Nên anh chị em chúng ta cũng đừng quá là lo lắng sau cái phiên ngày hôm nay khi thị trường nó vừa giảm nhẹ như vậy, những cái đội bên ngoài đang chim lợn đang hô thị trường của chúng ta có thể sập. Anh chị đừng có lo cái điều đó. Quan trọng là anh chị em chúng ta đang cầm cổ phiếu ra sao. Nếu như chị cầm cổ phiếu ở dòng cổ phiếu tốt rồi, vị thế tốt rồi thì anh chị em chúng ta cứ giữ đi, cứ phải giữ thật là chặt. Khi nào thị trường có những cái tín hiệu xấu, tín hiệu quá là rủi ro thì em sẽ lên video và em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta. Nên anh chị em chúng ta cứ an tâm mà chị nhá. Còn về zoom em thì cơ bản là em vẫn đang báo anh chị em khách hàng là sẽ giữ những cái cổ phiếu mình và liên tục trong phiên em phải bơm oxy liên tục khi thị trường có những cái nhịp nhúng đỏ xuống bên dưới. Trừ có những cái mã cổ phiếu nào mà em đánh ngắn, em đánh nước T cộng mà em thấy được cái xung lực của nó tăng không còn mạnh thì em có báo chị em hàng là sẽ bán bớt những cái mã cổ phiếu đi, nhưng cơ bản là những cái mã đó đều bán trong một trạng thái là có những khoản lãi chị nhá. Còn bây giờ chia sẻ thật, nếu như anh chị em ta đang cầm những cái cổ phiếu trong ngành tốt như những cổ phiếu của chứng khoán hay bất động sản mà anh chị em chúng ta bán đi thì thực sự anh chị em chúng ta sẽ cực kỳ khó chúng ta có thể mua lại. Anh chị lưu ý cho em điều như vậy, đừng có sợ những cái đội chim lợn, đội hô hào ngoài kia khi thị trường nó vừa mới giảm một chút thôi đã bảo thị trường sập rồi và chúng ta lại bán cổ phiếu mình đi anh chị nhá. Và với cái bối cảnh thị trường hiện tại, để anh chị em chúng ta tối ưu hóa nhất những cái khoản lợi nhuận thì chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất thị trường. Bản chất thị trường hiện tại nó là cái kiểu là xoay chuyển liên tục luân chuyển cái dòng tiền giữa các cái nhóm cổ phiếu. Nên anh chị em chúng ta mà thực hiện cái việc mua theo kiểu mua điểm nổ thì chúng ta sẽ không tối ưu hóa được những khoản lợi nhuận của mình. Có thể anh chị mua cái cổ phiếu có điểm nổ ngày hôm qua, ngày hôm nay nó có trạng thái test đỏ trở lại là một điều rất là bình thường. Nên chúng ta hãy mua những cổ phiếu khi nó còn ở những cái vùng nền giá nhá. Nhiều khi chúng ta mua điểm nổ mà chẳng may nó xịt, chẳng hạn như phiên ngày hôm nay nhiều cổ phiếu nổ lên và sau bị xịt trở lại thì chúng ta mua cái cụ đầu chúng gặp ngay những khoản lỗ chẳng hạn. Nên cái lời khuyên của em dành cho anh chị em ta là hãy mua cổ phiếu ở những cái vùng nền giá, nhưng chúng ta không phải mua ở điểm vu vơ mà chị hãy mua cho em ở nền giá sau khi cái cổ phiếu đó đã đạt một trạng thái cân bằng và hướng lên, thì đó chính là những cái điểm mà anh chị em chúng ta sẽ mua ở nền giá. Và sau những cái phiên đó thì khả năng cái cổ phiếu của anh chị em chúng ta bật tăng, khả năng cổ phiếu anh chị em chúng ta nổ sẽ rất là cao nhé. Cái phương pháp đó thì em cũng đã chia sẻ liên tục với anh chị em chúng ta trong các cái video rồi, thì nhiều anh chị xem cái video của em thôi cũng đã học được cái phương pháp đó. Đấy thì anh chị em chúng ta lưu ý cho em là anh chị hãy chọn cho em là những cái cổ phiếu vừa cân bằng và hướng lên, và tiếp theo là anh chị em hãy chọn cho em những cái cổ phiếu đó phải nằm trong những cái nhóm ngành cổ phiếu mạnh cho em nhé, những cái cổ phiếu đang có tính chất dẫn dắt thị trường, và cái điểm mua của anh chị em chúng ta phải chọn đúng thời điểm, nhất là thời điểm cùng nhịp thị trường. Nhớ cho em nhé, anh chị mua thì anh chị phải mua cùng nhịp thị trường, bởi vì khi mà chúng ta mua cùng nhịp thị trường thì chúng ta sẽ có những cái khoản lãi rất là nhanh, bởi vì khi mà cái cổ phiếu tăng cùng nhịp thì nó sẽ tăng rất là tốt. Còn nếu như nó có tăng nhưng nó gặp điều kiện thị trường chung xấu, tức là đang lệch nhịp thị trường, thì những cái cổ phiếu đó có thể là bị bán ngược trở lại rất là nhiều mọi người nhá. Ví dụ như ngày hôm qua em khuyến nghị anh chị em hàng của em mua rất là nhiều, nhưng ngày hôm nay em không khuyến nghị anh chị em hàng mua, bởi vì ngày hôm nay nếu chúng ta mua là chúng ta đang đánh lệch nhịp thị trường, và khi chị đánh lệch nhịp thị trường anh chị thấy không, những cổ phiếu anh chị mua thì đa phần nó sẽ không tăng rất là không tăng mạnh. Nhưng ngày hôm qua những cái cổ phiếu mà em chọn cho anh chị em hàng mua thì ngày hôm nay nó vẫn đang tiếp tục tăng rất là tốt, bất chấp thị trường có những cái trạng thái là bị đỏ nhẹ chị nhá. Ví dụ như con cổ phiếu của IDC ngày hôm qua em đã chia sẻ với anh chị là em đã cho anh chị khách hàng mua ở những cái vùng nền giá sau khi đạt một trạng thái cân bằng và hướng lên trở lại, mua ngay vùng giá 47.8 47.9, thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta đỏ nhưng con cổ phiếu IDC nó vẫn đang trong một trạng thái là xanh nhẹ. Hay một con cổ phiếu khác còn tăng ấn tượng hơn, đó chính là con cổ phiếu của HTN đây. HTN ngày hôm nay thị trường của chúng ta giảm, anh chị thấy được giảm đúng không ạ? Đa phần các cổ phiếu bị giảm nhưng HTN thì tăng 4,85%. Và so với cái điểm mua ngày hôm qua em cho anh chị khách hàng mua thì hiện tại cái khoản lãi đã khoảng 10% chỉ trong T1 nhá. Vừa mua ngày hôm qua thôi và ngày hôm nay đã có những khoản lãi T1. Thì có phải là sau khi cổ phiếu nó đạt một trạng thái là cân bằng không ạ? Khi hướng lên bên trên này, nó có một trạng thái giảm test trở lại và một trạng thái cân bằng và hướng lên, thì đây chính là điểm mua của chúng ta. Và ngày hôm qua đã báo chị khách hàng mua và ngày hôm nay có ngay khoản lãi đây. Cái điểm mua con cổ phiếu của con IDC ngày hôm qua 47.7 47.9, đấy ngày hôm nay tiếp tục xanh đúng không ạ? Hay con cổ phiếu của HTN đấy ngày hôm qua mua 19.65 19.7 đấy, quanh quanh đây
Thế anh chị thấy được là ngày hôm nay nó tiếp tục tăng vào cái khoản lại trong T1 thôi đã khoảng 10% rồi, hay là cái ngày hôm kia và em đã chia sẻ với anh chị em chúng ta liên tục một con cổ phiếu, đó chính là con cổ phiếu của FCN của chị. Em bảo anh chị em chúng ta hãy gom đây đi, bởi vì nó rất giống như con cổ phiếu của BNI, con cổ phiếu của AGR, và ngày hôm nay nó đã minh chứng cho cái nhận định của em ra sao, đúng không chị? Anh chị thấy nó bật tăng chưa? Nó bật tăng đúng rồi nha chị nhé, nó đã bật tăng. Chẳng qua ngày hôm nay nó gặp điều kiện thị trường chung xấu thôi. Nếu như ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó chỉ cần ủng hộ thôi, chắc chắn con cổ phiếu của FCN nó không dừng lại trong cái mức tăng 3% như vậy đâu. Đấy, và cơ bản thì đây ngày hôm nay thì em không mua, mà em đã mua trong những cái phiên này, mua trong những cái phiên này, và em đã báo anh chị em khách hàng mua trong những phiên như vậy. Và anh chị thấy không, mua trong cái phiên giao dịch của ngày mùng 5 tháng 9 ở đây, và ngày hôm nay về thì sao, ăn ngay một cái bật tăng đấy, ngày mùng 5 tháng 9 đấy chị ấy chậm đây, ngày mùng 5 tháng 9 mua vùng giá 16.7 đấy, những cái điểm mua rất rõ ràng, và chúng ta luôn có những cái vùng giá đó để chúng ta mua. Anh chị có thể mua cao hơn hoặc mua thấp hơn một chút cũng có thể nhá đó, nhưng nó sẽ có những vùng giá đó và chúng ta sẽ mua ở cái thời điểm đó, và chúng ta sẽ mua khi mua về một cái là nó có trạng thái bật tăng. Anh chị thấy chậm, tất cả những cái mã cổ phiếu mà em đã chia sẻ và em mua ra sao thì em cũng nói với anh chị em ta, hay con cổ phiếu của IDI thôi. IDI em cho anh chị em khách hàng mua trong cái phiên dịch của ngày 31 tháng 8 và ngày hôm nay, hàng về ngày hôm qua và ngày hôm nay có một cây nổ tăng rất là tốt ở đầu phiên, có thời điểm nó tăng lên vùng giá khoảng 14.7 rồi. Đấy, thời điểm 14.7 là so với cái điểm mua em báo anh chị em khách hàng của em ấy là nó tăng đâu đó được khoảng hơn 6%. Nhưng đến về sau bị bán ngược trở lại thì em cũng bảo anh chị em khách hàng ngày hôm nay chốt lời vùng giá 14.35, 14.4, chốt lời 1/3, còn tiếp tục sẽ giữ và sẽ chờ những phiên tiếp theo và em sẽ báo tiếp. Nhìn chung thì anh chị có thể thấy được là khi mà anh chị em chúng ta mua cổ phiếu vào và chúng ta có ngay những khoản lãi đệ, và chúng ta mua xong chúng ta không phải chờ đợi lâu, có thể là T1 anh chị đã có những khoản lãi rất là nhanh rồi, hoặc là ít nhất là đến khi hàng về chúng ta đã có những khoản lãi, chứ không phải chúng ta chờ cả tháng cả vài tuần chúng ta không biết cổ phiếu của mình có tăng hay không, thì chúng ta sẽ mất đi những sự tự tin. Khi chị mua xong cổ phiếu tăng, anh chị em ta sẽ rất là tự tin, anh chị em ta có những cái quả lãi đẹp, chúng ta nhìn tài khoản xanh chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui vẻ, happy luôn chị, và chúng ta sẽ có những sự tin tưởng về cái phương pháp của chúng ta tăng theo đuổi. Cái quan trọng là chúng ta phải có sự tin tưởng, anh chị làm gì anh chị phải có sự tin tưởng về cái phương pháp mà anh chị đang theo đuổi, đúng không chị, thì chúng ta mới dám đầu tư tích cực được, chúng ta mới đưa ra những quan điểm tích cực được. Còn bây giờ anh chị em ta mua cổ phiếu xong, cổ phiếu đỏ ngay, anh chị em chúng ta chưa biết được đỏ bao nhiêu, nhưng mà khi mua cổ phiếu đỏ ngay là chúng ta cảm thấy rất là nản, đúng không chị, và nhiều khi chúng ta cảm thấy là mất cái niềm tin vào thị trường, bởi vì cứ mua cổ phiếu xong thì nó lỗ, còn khi bán ra nó lại tăng. Đấy, thì đó là cái điều mà anh chị em ta cần phải tìm kiếm cho em một cái phương pháp nó thực sự là phù hợp với anh chị em chúng ta. Đấy, em chia sẻ với anh chị rồi là hãy mua những cái điểm nền giá sau khi cổ phiếu cân bằng, thì đây là một cái phương pháp mà bản thân em đi nghiên cứu ra nhé, nghiên cứu ra. Đấy, cái này không có ai dạy đâu chị. Đấy, thì em đã áp dụng cho anh chị em khách hàng của em và anh chị đâu ạ, cứ mua xong là đến khi hàng về sẽ có những trạng thái bật tăng, hoặc là có thể chậm hơn một phiên đó, hoặc là ngay ngày hôm sau anh chị đâu ạ. Nhưng con cổ phiếu HT là không bao giờ nói dối với anh chị em ta, tất cả những điều đó đều minh chứng trên những cái lệnh ở đây, bao giờ cũng sẽ cho anh chị em ta xem những cái lệnh mua bán rất là rõ ràng đây anh chị nhá. Đấy, anh chị tham gia Zoom của em đấy, chị sẽ biết cái điều như vậy. Và việc một cái điều nữa chị, việc anh chị em chúng ta khi tham gia thị trường, không những mà chúng ta gì, chúng ta kiếm những cái khoản lãi cho mình, mà cái việc chúng ta giữ tiền cũng rất là quan trọng. Ví dụ như cái bối cảnh giao dịch của ngày hôm nay, nếu như anh chị em chúng ta không hiểu rõ bản chất thị trường, chúng ta thấy đầu phiên thị trường kéo tăng xanh rất là mạnh, có thời điểm lên vùng giá khoảng 1.255 điểm, chúng ta nghĩ rằng thị trường đã bứt qua vùng đỉnh đây và người ta sẽ hô hào anh chị em chúng ta mua, và chúng ta không hiểu bản chất, chúng ta có thể gặp những rủi ro trong ngắn hạn ngay, chúng ta mua vào chúng ta gặp ngay rủi ro ngắn hạn. Đấy, thì anh chị em chúng ta cũng cần phải tìm cái người định hướng cho anh chị em chúng ta, biết được thời điểm nào anh chị phải tham gia một cách quyết liệt, biết thời điểm nào anh chị em chúng ta phải đứng bên ngoài trường, mà chúng ta chưa cần mua vội, thì khi đó anh chị vừa có vốn để chúng ta tham gia đúng vào thời điểm chúng ta có những khoản lãi, và chúng ta không bị gặp trạng thái là bị kẹt vốn nếu chúng ta mua trong những cái trạng thái FOMO quá khi mà chúng ta mua lệch nhịp thị trường. Đấy, ví dụ như ngày hôm nay, chẳng hạn như trong Zoom của em ngày hôm nay thì chắc chắn anh chị không khuyến nghị mua bất kỳ một con cổ phiếu nào chị nhá. Đấy, nhưng ngày hôm qua thì em lại khuyến nghị anh chị em hàng mua rất nhiều cổ phiếu, đó là cái sự khác nhau về mùa phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay. Và em nói rõ ngày hôm qua rồi là anh chị em ngày hôm qua mà không mua thì đến ngày hôm nay hỏi em là em không biết mua cổ phiếu gì đâu. Đấy, em nói rõ quan điểm như vậy chị nhá. Đấy, nên là khi mà chúng ta tham gia thị trường ấy, chúng ta đừng có bao giờ phiên nào chúng ta cũng phải xuất hiện trên thị trường, mà anh chị phải biết được nhịp thị trường đang ở đâu để chúng ta tham gia. Có thể ngày mai em lại bắt đầu khuyến nghị cho em hàng mua, bởi vì sẽ có nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh về những cái vùng giá hấp dẫn. Đó mới là cái cách mà chúng ta phải chơi với thị trường nha, đó là cách mà chúng ta đang hiểu rõ bản chất thị trường vận động ra sao chị ạ. Đấy, khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta phải hiểu rõ bản chất như vậy thì chúng ta mới tồn tại trên thị trường, chứ không phải chúng ta cứ tham gia một cách bừa bãi đâu chị. Kể cả ông trend nhiều anh chị vẫn cắt lỗ bình thường, bởi vì anh chị đang không hiểu rõ bản chất thị trường. Anh chị cứ đu xanh và anh chị dính những nhịp chỉnh ngắn hạn, chúng ta lại cắt lại đu. Đấy anh chị em. Và một cái điều nữa, đấy, em đang thấy được trong cái bối cảnh hiện tại là bắt đầu có những cái sự FOMO rồi, bắt đầu có những cái yếu tố về trạng thái là bắt đầu PR quảng cáo rất là nhiều về chứng khoán rồi. Anh chị ngày hôm qua nhiều anh chị nghe một cái
một cái video đó chị. Được chia sẻ rất là nhiều về một cái ông chú gì đấy, đấy 80 mấy tuổi rồi, xong rồi bắt đầu tiên bỏ những cái số tiền vào khoảng 200 triệu, sau đó có những khoản lãi rất là nhanh trong một thời gian quá là ngắn thôi chị, bởi vì cái lòng tham lên mà, thế là rút hết tiền ở trong ngân hàng ra, đấy, đáo hạn tiếp đúng không ạ, sau đó tăng cái quy mô vốn lên và đầu tư tiếp. Đấy thì đây là một cái dạng anh chị biết được mà em đã chia sẻ nhiều video trước ấy. Đây là một cái dạng gọi là gia tăng quy mô vốn ở vùng đỉnh nhá, gia tăng quy mô vốn ở vùng đỉnh, và rất là nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta đang mắc phải cái trạng thái như vậy. Tức là khi mà chúng ta đầu tiên chúng ta tham gia, chúng ta chỉ đầu tư nhỏ thôi, tôi chỉ tham gia đây một chút thôi, nhưng khi chúng ta cảm thấy dễ ăn rồi, bắt đầu anh chị em chúng ta mới đổ cái số vốn của mình cực kỳ nhiều vào. Và khi nhà đầu tư đổ vốn cực kỳ nhiều vào thì thường đó là vùng đỉnh, bởi vì chúng ta không hiểu rõ bản chất, chúng ta đổ vốn vào ở thời điểm mà chúng ta cảm thấy dễ ăn, nhưng không biết rằng là đỉnh cao và vực sâu nó gần nhau nào anh chị nhá. Thế chị lưu ý cho em là chị đừng có gia tăng quy mô vốn ở vùng đỉnh. Bây giờ ưu tiên cho em là hãy thu nhỏ quy mô vốn vào đi, đừng có mà cảm thấy FOMO quá chị nhá. Bây giờ có rất nhiều kênh thông tin bắt đầu PR những điều đó thì anh chị em ta phải hết sức cẩn trọng nhá. Đừng có nghĩ dễ ăn. Đầu tư 200 triệu lãi nhá. Ví dụ anh chị nhá, lãi được 20%, anh chị được 40 triệu. Nhưng anh chị em chúng ta đổ thêm 600 triệu vào, anh chị có 80 triệu. Anh chị em chúng ta chỉ cần lỗ 5% thôi nhá. Lỗ 5% thôi là anh chị em ta chẳng lấy cho thị trường. Mà nhiều trường hợp chúng ta đang ở tay mơ chúng ta vào không biết gì đâu chị. Lỗ 10%, 20% không cắt, thành ra lỗ ngược ngay. Nên chúng ta gia tăng quy mô vốn ở vùng đỉnh, đó là một điều cực kỳ sai lầm. Anh chị lưu ý cho em nhá. Đấy, chứ không phải thị trường chứng khoán không phải dễ ăn đâu anh chị nhá. Vào một cái tại vì cờ bạc hay đãi tay mới mà anh chị. Những cái người mới vào thì người ta chưa biết gì lại thành ra dễ ăn. Nhưng mà người ta không biết được rằng là cái cạm bẫy phía sau rất là nhiều chị ạ. Những cái thế hệ đu đỉnh của năm 2022 thì thấm nhuần điều đó rất là nhiều. Đấy, bên dưới thì đánh nhỏ nhưng bên trên thì đánh rất là to, và cuối cùng là đều là những nhà đầu tư đu đỉnh và mãi chưa thấy đường về bờ nhá. Bao năm thì nó vẫn vậy thôi. Đấy chị em ta phải lưu ý. Thị trường chứng khoán nó không hề dễ dàng của chúng ta như vậy đâu. Ở tiếp theo em và anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau để phân tích về cái yếu tố thị trường nhá. Sau cái phiên giảm điểm ngày hôm nay thì liệu thị trường của chúng ta sẽ giảm về vùng giá bao nhiêu, và chúng ta có thể mua được những cái cổ phiếu nào khi thị trường nó có nhịp điều chỉnh, đâu là những cái cổ phiếu khỏe mà chúng ta thị trường chỉ cần chỉnh chúng ta phải mua ngay lập tức. Đấy thì em cũng sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta anh chị nhá. Thì trước khi đi vào cái nội dung đó thì anh chị nhớ bỏ vài giây ra, ấn một cái nút thích trên video cũng như đăng ký kênh nếu như là kia chị biết đến kênh của em, để chúng ta sau này ra những video tiếp theo chị sẽ là người cập nhật đầu tiên. Và anh chị em chúng ta mà muốn tham gia vào Zoom của em để cập nhật những cái điểm mua điểm bán, rồi biết được những cái cảnh báo về thị trường, biết thời điểm nào chúng ta có thể tham gia và đâu là những vùng giá chúng ta có thể mua những cái cổ phiếu, chẳng như những cái cổ phiếu em vừa chia sẻ với chị, thì chị tham gia vào Zoom khách hàng của em bằng việc anh chị gắn ID của em tại công ty chứng khoán VPS hoặc là công ty chứng khoán TCBS, và chị có thể tham gia dưới thức Zoom thu phí anh nhé. Còn để mà nâng cấp kiến thức để anh em chúng ta có thể chủ động được cái việc chúng ta tìm điểm mua điểm bán theo cái phương pháp của em hiện tại, thì chị em chúng ta có thể đăng ký cái khóa học của em. Sắp tới sang tháng 10 em sẽ mở cái khóa học đó, thì anh chị em chúng ta sau ngày học xong thì anh chị sẽ biết được là lý do vì sao chúng ta lại chọn được những thời điểm mua như vậy, và chúng ta biết được đâu là cái điểm mà chúng ta tham gia ở nền giá và cổ phiếu sau sẽ tăng. Đó là một cái bí mật mà em muốn chia sẻ với chị trong cái khóa học đó chị em. Và chị em chúng ta sẽ biết phân tích thị trường chung này, đấy vì sao chúng ta có thể đánh giá được ngày mai tăng ngày mai giảm, để chúng ta biết được những cái kịch bản để chúng ta tham gia thị trường thôi. Chúng ta phải hiểu rõ bản chất thị trường như mà chúng ta làm một cái công việc thôi. Anh chị em ta cũng phải hiểu rõ cái bản chất của công việc đó thì chúng ta mới có thể thành công được, đúng không ạ? Thì chúng ta đầu tư cho kiến thức thì em dám chắc khoa học đó sẽ không hề phí cái từng cái số tiền của anh chị đâu, bởi vì đó là những cái kiến thức kinh nghiệm của em đã chắc lọc rất là nhiều năm đầu tư của em để đưa ra những cái phương pháp như vậy, và em đã áp dụng cho rất là nhiều khách hàng của em, một cái hệ thống khách hàng của em rất là nhiều anh chị nhá. Thì nó phải có cái mức độ hiệu quả là sao. Ok, tiếp theo thì em sẽ phân tích cùng anh chị em chúng ta về cái mặt thị trường. Thế chị thấy được là thị trường ngày hôm nay chỉ giảm nhẹ thôi, giảm có 2,36 điểm, tương ứng giảm 0,19%. Cái khối lượng giao dịch thì anh chị thấy được là nó có một cái trạng thái là gì, cao hơn so với phiên ngày hôm qua. Đấy, cao hơn so với cái phiên giao dịch của ngày hôm qua. Thì nếu như nhiều anh chị học theo kiểu William O'Neil thì anh chị em ta sẽ đếm đây là phiên phân phối. Thực ra với anh chị em ta là em cũng không quan trọng phiên phân phối đâu. Đấy chị nhá. Bao giờ thị trường của chúng ta nó xuất hiện một cái phiên mà em gọi là phiên xuất ra thì khi đó là em sẽ cảm thấy là lo lắng. Còn bây giờ thì em chưa nhá. Kể cả ngày hôm nay thị trường của chúng ta có xuất hiện một cái phiên như vậy thì em đánh giá nó chưa có cái điều gì mà em cảm thấy quá là lo lắng. Khối lượng giao dịch hơn cái phiên dịch của ngày hôm qua thì khối lượng cao thể hiện cho điều gì? Nó thể hiện cho cái áp lực bán ra của nhà đầu tư bắt đầu có những cái sự gia tăng nhiều hơn ở vùng cả 1.245 điểm. Ở đây thì nó sẽ có những áp lực bán như sau. Thứ nhất là những cái nhà đầu tư mà trước đây mua ở cái vùng cả 1.245 điểm thì người ta sẽ có nhu cầu là bán để về bờ. Thứ hai là những cái nhà đầu tư mà người ta đã mua được những vùng đáy bên dưới
và thị trường liên tục tăng như vậy thì chắc chắn những cái nhà đầu tư mua ở vùng đáy và dưới sẽ có những khoản lợi nhuận cho họ rồi. Thì bây giờ cái nhu cầu người ta rất đơn giản thôi, người ta chỉ cần nghĩ là bây giờ thị trường về vùng cản rồi, tôi sẽ mang cổ phiếu ra và tôi sẽ bán chốt lời cái vùng cản đó, và sau này điều chỉnh lại thì tôi sẽ mua lại. Đấy là cái tâm lý mà anh chị thấy được, có nhiều zoom sẽ hô hào cho em chúng ta như vậy. Thì chúng ta đang gặp hai cái nguồn cung là nguồn cung ở ở vùng đỉnh cũ và cái nguồn cung từ cái vùng đáy người ta mua lên bên trên, thì người ta bán ra ngày hôm nay thì cái yếu tố thanh khoản nó có một sự gia tăng như vậy, theo đánh giá là một điều rất là bình thường, được chưa? Đây là đánh giá là một điều rất là bình thường thôi. Đấy, đây là một điều rất là bình thường thôi. Thì để mà tổng kết cái phiên giao dịch của ngày hôm nay thì em tóm gọn lại thì đây là một phiên chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư thôi, được chưa? Đây là một phiên chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư và nó chưa mang quá là nhiều những cái yếu tố về rủi ro, được chưa? Đấy, em đánh giá rất là ngắn gọn như vậy để cho anh chị em ta biết được cái phiên ngày hôm nay nó như vậy. Chứ chúng ta đừng có sợ một cái ông hô hào ngoài kia thị trường rủi ro rồi là thị trường của chúng ta mai lại sập về bao nhiêu đấy. Anh chị em chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất thị trường đã. Đấy, chúng ta phân tích được thị trường nó như vậy thì nó có cái điều gì hay không. Đấy thì em vừa phân tích cho chị nha, tại vì sao cái khối lượng nó lại có những cái sự gia tăng như vậy. Thì với cái áp lực như vậy và cái biên giao dịch anh chị em, cái biên giao dịch của thị trường ngày hôm nay chị thấy được nó cũng không thực sự là quá là lớn đâu. Với cái vùng giá cao nhất là vùng giá 1.255 và vùng giá thấp nhất là vùng giá khoảng 1.243 đúng không chị? 1.240 thì nó khoảng khoảng 10 điểm thì nó cũng không phải quá là lớn chị nhá. Một cái phiên check out ấy, thì nó có cái biên phải lớn hơn. Đấy, nó có một phiên, nó phải có một phiên là đầu phiên nó tăng rất là mạnh và cuối phiên bán cái khối lượng rất là cao chị. Chứ nó một cái phiên như vậy thì em đánh giá nó cũng chưa thực sự là có những yếu tố, chẳng hạn như đây chị. Nó sẽ có một cái phiên là nó giảm như đây chị. Đấy, nó sẽ có những phiên giảm với cái biên rất là cao lớn như vậy thì nó mới rủi ro, còn phiên ngày hôm nay thì cái biên nó vẫn rất là bình thường thôi, thì đánh giá là nó cũng chưa có những cái yếu tố gì quá là lo lắng cho anh chị em chúng ta. Thì với cái áp lực bán ngày hôm nay nó cũng đây, khối lượng chị có thể thấy nó chỉ nhỉnh hơn ngày hôm qua một chút thôi. Ngày hôm qua là 1.067 tỷ thì ngày hôm nay là 1.011 tỷ, thì nó chỉ cao hơn khoảng 50 triệu cổ phiếu thôi. Thì với cái áp lực bán như vậy thì đánh giá là để cho thị trường chúng ta mà gặp cái trạng thái giảm sâu giảm mạnh thì đánh giá là sẽ chưa có đâu. Đấy, sẽ chưa có đâu, cùng lắm anh nhá, cùng lắm thì thị trường của chúng ta nó có thể sẽ giảm về cái vùng 1.223 điểm, đây sẽ giảm về vùng giá khoảng 1.223 24 điểm, tức là thị trường của chúng ta có thể giảm đâu đó khoảng 10 19 điểm. Nhưng mà em đánh giá giảm 19 điểm thì nó hơi khó nhé, giảm khá là khó đấy, bởi vì thị trường của chúng ta đâu gặp những áp lực bán quá là lớn. Thì có thể ngày mai thị trường của chúng ta sẽ như sau, em đánh giá kịch bản thị trường ấy, nó sẽ chưa giảm đây đâu mà nó sẽ như sau ạ. Thị trường của chúng ta ngày mai có thể sẽ giảm, đầu phiên nó sẽ gặp những áp lực bán, còn ngày hôm nay sẽ giảm xuống bên dưới đấy, có thể sẽ giảm xuống vùng giá khoảng 1.230 mấy điểm đó. Sau đó chị em cuối phiên khả năng nó sẽ rút chân lên bên trên, theo đánh giá sẽ như vậy. Khả năng cuối phiên nó sẽ rút chân xanh nhẹ lên bên trên đấy, khả năng nó sẽ như vậy chị em. Và sau đó thị trường của chúng ta nó sẽ loằng ngoằng đây một thời gian, nó sẽ tạo ra một cái biên sideways đây chị này đấy, và phải đến cái đoạn bắt đầu thị trường chuẩn bị bước vào nhịp chạy để vượt đỉnh ấy thì nó sẽ có một phiên rũ xuống bên dưới đấy. Những cái phiên rũ đó thường nó sẽ lấp cái gap đây này. Sau khi lấp xong thì bắt đầu thị trường nó sẽ cân bằng ở đoạn phía sau này, có thể sẽ cân bằng test đáy đây này. Và sau đó thị trường sẽ bước vào gì, một cái quá trình tăng điểm phía sau. Đấy là kịch bản em đang hình dung ra đối với thị trường và cái mặt dài hơi chị nhá. Còn về ngày mai thì em đánh giá là thị trường có thể đầu phiên giảm và cuối phiên rút chân lên bên trên, và nếu như ngày mai thị trường nó làm được điều đó thì anh chị em chúng ta có thể mua cổ phiếu cho em. Anh chị hãy tìm những cái cổ phiếu nó đang tạo ra những cái vùng nền giá khá ổn rồi, thế chị có thể mua được những cái cổ phiếu đó anh chị em. Nó có những trạng thái test cung đấy, thì về mặt ngắn hạn đấy chị có thể mua ngày mai nếu thị trường đầu phiên giảm và cuối phiên sẽ rút chân lên bên trên. Còn về mặt dài hơn một chút là thị trường nó sẽ tạo ra cái biên sideways đây, sau đó sẽ có những phiên rũ ở phía sau và sau đó sẽ bước vào một quá trình tăng điểm phía sau. Thì tại vì sao em lại đưa ra cơ sở như vậy, thì tất cả nó sẽ dựa vào những cái dữ liệu lịch sử đã từng có chị em. Nó có thể giống như cái đoạn đây chị này đấy, khi thị trường của chúng ta nó tiệm cận vào cái vùng đỉnh bị rơi trước đó chị em, tiệm cận vào vùng đỉnh bị rơi trước đó, thì sau đó thị trường nó sẽ có những cái trạng thái là tạo ra một cái biên sideways đây. Đấy, nó sẽ có những biên sideways. Đấy, nó có thể test về những vùng đỉnh trước đó, có thể test một lần này, có thể test lần thứ hai này, lần thứ ba. Và sau đó chị chúng ta có biết đâu, nó sẽ có một cái phiên rũ ở cuối này. Đấy, một phiên rũ là sẽ thủng hết toàn bộ những cái ngưỡng hỗ trợ này. Đấy, có thể sẽ test về những cái vùng gap trước đó và sau đó thị trường sẽ bước vào nhịp tăng về sau. Đấy, đấy kịch bản mà em đang chia sẻ với anh chị em là lý do vì sao đánh giá là thị trường nó sẽ loanh quanh tạo một cái vùng biên sideways và sau đó nó sẽ có những phiên rũ phía sau và có thể test về những cái vùng gap trước đó, anh chị nhá, test về những cái vùng gap trước đó. Đấy, thì anh chị em chúng ta lưu ý cho em, hay là kể cả đoạn đây nó cũng như vậy anh chị nhá. Sau khi thị trường của chúng ta tăng này, nó sẽ tạo ra những vùng gap đây, thì có thể sẽ tăng về những vùng cản trước đó. Sau khi tạo về vùng cản thì nó sẽ loanh quanh anh chị, sẽ loanh quanh tạo một cái biên sideways. Đấy, và sau khi tạo biên sideways thì nó sẽ có những phiên giảm rất là mạnh ở đây để nó về nó anh chị gãy này, rũ này, nó sẽ rũ bỏ toàn bộ những nhà đầu tư đây.
để nó gì test về những cái gap bên dưới, sau khi test xong thì thị trường sẽ bước vào những cái nhịp tăng giá về sau. Đấy là cái điều đây kịch bản em đang hình dung ra đối với thị trường nhá. Tất nhiên sẽ có những trường hợp mà thị trường của chúng ta ngày mai sẽ tăng ngay, nó sẽ rút chân một cái lên bên trên và sau đó sẽ tiếp tục cái hành trình tăng giá thì nó cũng có thể xảy ra nhé, nó có thể xảy ra. Thì nó sẽ tùy vào cái bối cảnh thị trường, nhưng ngày mai nếu như thị trường có rút chân thì anh chị em chúng ta có thể tham gia được cho em, được chưa? Có thể tham gia được cho em, anh chị nhớ cái điều đó. Đấy, còn thị trường của chúng ta có tích lũy được trở lại đây thì em đánh giá là cái sẽ cơ hội cho chúng ta sẽ được chơi nhiều hơn. Còn thị trường nó kéo ngay thì nó sẽ khó hơn. Thì nhìn chung là kịch bản nào thì em cũng đánh giá thị trường nó vẫn ổn thôi. Anh chị em chúng ta sẽ ưu tiên nhất là cái việc chọn lựa cổ phiếu cho em để chúng ta tìm kiếm những cái điểm tham gia, anh chị nhá. Thì cái cơ hội mà thị trường của chúng ta sẽ vẫn còn thì em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta một số cổ phiếu. Nếu như thị trường nó có điều chỉnh thì chúng ta sẽ có thể tham gia vào những cái cổ phiếu ra sao. Đầu tiên thì anh chị có thể chú ý nhau cổ phiếu của bất động sản cho em nhé. Bất động sản thì con cổ phiếu mà anh chị cần chú nhất đó chính là con cổ phiếu của DG cho em. DG thì anh chị có thể thấy được là cái phiên giao dịch của ngày hôm qua nó có một phiên rút chân với thanh khoản khá là cao. Thì thông thường sau những phiên rút chân thanh khoản cao như vậy thì cổ phiếu có cái xu hướng nhé, có xu hướng test lại cái ngưỡng thêm lần nữa. Đấy thì có thể là con cổ phiếu của DG nó sẽ đi ngang đây một vài phiên, nó sẽ tạo ra biên đi ngang, sau đó nó có thể sẽ có những phiên là test trở lại đây. Thì những cái phiên nó test trở lại cái vùng giá khoảng 21.x thôi là những thời điểm anh chị em chúng ta có thể tham gia được cho em, và nó chỉ cần test vào đây và nó hướng lên bên trên thì rất dễ sau nó sẽ tiếp tục quá trình tăng giá thôi. Nó giống y như con cổ phiếu DG trước đây thôi, nó giống như đây chị, nó sẽ giống y như cái quá trình ở đây này. Sau khi nó rút chân lên bên trên nhá, nó tăng lên bên trên này thì nó sẽ có những phiên là sẽ test trở lại, test xong thì hướng lên bên trên chúng ta có thể tham gia. Đấy thì DG con cổ phiếu chị em phải chú ý cho em trong cái cổ phiếu bất động sản. Nếu như nó có trình test trở lại nhá, test trở lại giá khoảng 21.x trong những cái phiên giao dịch tới thì anh chị phải chú ý hết sức. Còn DG là con cổ phiếu cực kỳ khỏe nhá. Còn những con cổ phiếu như PR thì anh chị biết đâu khách hàng của em đã nắm giữ của em từ thời điểm đây này. Từ thời điểm đây chị nhá. Và em cũng đang nắm giữ và em chưa bán bất kỳ một con cổ phiếu nào con cổ phiếu DG. Đây khoảng lợi nhuận hiện tại đã 15% rồi. Trong khoảng lúc đó anh chị đếm được là khoảng có 6 phiên. Rất là nhanh đúng không chị? Và con cổ phiếu DPR ấy mới là con cổ phiếu khỏe anh chị, đánh rất là mượt đúng không chị, đánh PR đánh rất là mượt, và em và khách hàng của em đang nắm giữ. Còn bây giờ để mà bảo mua mới đối với PR thì em chịu luôn, nhưng anh chị có phải chị phải giữ nhá. Đấy thì trong ngành bất động sản thì em đánh giá cao hai con là con cổ phiếu PDR và con cổ phiếu DG. Thì PR bây giờ khá là khó mua rồi thì có con cổ phiếu DG thì anh chị em chưa chú ý nhá. Tiếp theo một con cổ phiếu nữa là con cổ phiếu gạch. Nhiều anh chị bảo con cổ phiếu gạch yếu thế, em bảo nó không yếu đâu anh chị nhá, nó vừa mới có một phiên bật tăng qua đây này. Anh chị em ta thấy nó yếu gì ạ? Nó vừa vượt cái nền giá thì nó phải tích trở lại. Thì đó là cái lý do vì sao mà em bảo với anh chị em ta là anh chị mua điểm nổ ấy. Nên chị sẽ cảm thấy rất là chán, anh chị mua những cái cây bên dưới ấy. Thì đối với con cổ phiếu gạch thì nó có thể tạo ra cái biên sideways đây nhá. Tạo cái biên sideways đây trong khoảng 2 đến 3 phiên tới thôi là khả năng đi rất là cao. Còn nếu mà nó có những quá trình nhá, giảm mạnh xuống bên dưới, nó có một cái phiên nào nó giảm mạnh xuống bên dưới anh chị. Có thể giảm một phát xuống cái vùng giá khoảng 23.4 này về vùng gap đây. Anh chị em ta mua cho em nhé, anh chị mua cho em, được chưa? Đấy, hoặc là nó có một phiên như sau, chẳng hạn như ngày mai nó tiếp tục nó giảm đỏ xuống bên dưới, sau đó nó sẽ có một phiên gì xanh hướng lên bên trên thì chúng ta có thể tham gia được cho em đối với con cổ phiếu GEX, bởi vì sau đó rất dễ nó sẽ tiếp tục cái hành trình tăng giá ở đó nhá chị nhá. GEX là con cổ phiếu anh chị em chúng ta phải chú ý rất là khỏe. Tiếp theo cho anh cổ phiếu bán lẻ, em đang chia sẻ với anh chị em chúng ta những con cổ phiếu khỏe nhất trong từng nhóm ngành để chúng ta quan sát nhé, chứ không phải chia sẻ với anh chị em chúng ta những con cổ phiếu yếu đâu. Bán lẻ thì anh chị em chúng ta hãy chú ý cho em con cổ phiếu của DGWK. Đây là con cổ phiếu anh chị phải chú ý được chưa? DGWK thì sau khi nó tạo ra được cái vùng nền giá đây thì nó có một quá trình là gì? Nó có quá trình là bật tăng qua đây này, vượt cản đây. Thì nó vượt cản thì chắc chắn nó sẽ có quá trình là test lại vùng kháng cự đây. Thì trong những cái phiên giao dịch tới, chỉ cần con cổ phiếu DGWK mà có những phiên điều chỉnh mạnh xuống bên dưới chị nhá. Nó có những phiên điều chỉnh mạnh xuống bên dưới thì anh chị em chúng ta chú ý xem, có thể sẽ điều chỉnh về vùng giá khoảng 57 đây nhá. Có thể điều chỉnh về vùng giá khoảng 57 đây. Sau đó nó có thể là sẽ có quá trình cân bằng được nhá. Nó có quá trình cân bằng được bên dưới thì anh chị em chúng ta có thể tham gia được. Hoặc nó điều chỉnh cái vùng giá 57, nó có những phiên hướng lên bên trên nhẹ thôi, anh chị em chúng ta có thể tham gia được nhá. DGWK là anh chị có thể chú ý được cho em. Đấy, bởi vì nó đã có những quá trình nó vượt qua những vùng cản đây, đang có quá trình nó tích lũy trở lại thôi. Khả năng nó rũ rất là cao thì anh chị hãy chờ những cái phiên nó rũ. Có thể sẽ rũ về đây anh chị. Nó rũ về những cái vùng đây. Đấy, thì anh chị chú ý em con cổ phiếu DGWK nhá. Những con cổ phiếu khỏe nhất chúng ta phải chú ý khi thị trường có những cái sự rung lắc. Thì đấy là ba con cổ phiếu mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta trong video ngày hôm nay. Tất nhiên là sẽ còn những con cổ phiếu khác, nhưng mà trong cái khuôn khổ video thì có thể là sẽ không đủ thời gian để chúng ta để chia sẻ hết những cái mã cổ phiếu đó. Thì em đã chia sẻ với anh chị ba con cổ phiếu cực kỳ khỏe rồi đấy. Thế anh chị em chúng ta lưu lại và cho em anh chị em ta tìm kiếm những cái điểm chúng ta tham gia nhá. Đấy. Mục chưa chị nhớ con cổ phiếu DG không ạ? Em chia sẻ với anh chị em chúng ta. Đấy, em chia sẻ với anh chị em chúng ta. Thế là có ông ở trên Fayan ông ấy vào ông ấy comment. Ông ấy bảo là em chia sẻ rồi em bảo team em vào là gì
UBO ông ý đấy, thì ngày hôm nay thấy cổ phiếu tăng thì thấy im re rồi chị. Đây tối ngày hôm qua chị, đây đây là thành phần đấy chị, đây mày su dạ anh em vào con đế ghét cho tụi mày đổ bô vào đầu đấy. Đây chính là cái, đây là thành phần chim lợn chị ạ. Ngày hôm nay thì thấy im re rồi, không thấy nói gì nữa chị. Đấy chị em nhìn rõ đây gương mặt này chị. Đấy thì đi vào xong rồi nói linh tinh, đến ngày hôm nay tăng trần thì nó im re đó chị, đấy không ạ? Bởi vì người ta đang hiểu rõ bản chất cổ phiếu, người ta không hiểu rõ những cái điểm mua cổ phiếu thì người ta vào cứ thấy tăng người ta im, còn thấy cái đỏ cái là người ta lại chim lợn. Đấy là một điều em đánh giá là không không hay cho lắm chị nhá. Đấy thì anh chị em chúng ta lưu ý cho em những cái cổ phiếu em chia sẻ với anh chị em ta, thì anh chị phải nhớ cho em đảm bảo đúng điểm cho em, đảm bảo đúng cái vùng mua thì chị mới được mua nhá. Chứ chúng ta đừng có thấy ở đây video chưa đảm bảo kịch bản anh chị em ta mua vào thì chứng tỏ anh chị em ta đang bị sai phương pháp rồi. Thì anh chị anh em lưu ý cho em một điều như vậy. Đã thì em chia sẻ với anh chị những cái nội dung như vậy, thì anh chị em chúng ta nhớ like video và đăng ký kênh của em anh chị nhá. Và anh chị em chúng ta muốn nhận những cái tư vấn về những cái mã cổ phiếu trong những cái phiên giao dịch tiếp theo, có thể phiên ngày mai em lại khuyến nghị anh chị em mua, anh chị em ra tham gia sớm vào Zoom của em để chị sẽ nhận những cái khuyến nghị về những cái mã cổ phiếu tiếp theo bằng với anh chị gắn ID của em tại công ty chứng khoán TCBS hoặc là công ty chứng khoán VPS. Có chị có thể tham gia chính thức Zoom thu phí. Còn về khoa học thì anh chị em chúng ta muốn tham gia thì chị liên hệ qua Zalo thì em sẽ hướng dẫn anh chị em chúng ta tham gia. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị trong những cái video tiếp theo.